nguyên một nhóm Racing Boy. Trời, con gái kìa mấy, con gái kìa. Đúng rồi, tao đứng hình luôn rồi nè. Đấy, nghiêm, tất cả quay đầu sang trái. Ảo thật đấy. Cái khúc này đang chạy vô đây để kiếm Racing Boy nè mọi người. Em gái Nhật Bản chạy trước nha. Ui da, ủa gì kỳ vậy? Lên tivi anh em ơi. Rồi, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình. Giờ mình là Hậu Ly đây. Rồi ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái gì đây. Chắc chắn rồi ha, trước mắt các bạn đó là một con xe mô tô. Rồi cái hình ảnh đầu tiên mà mình bắt gặp được đó chính là ánh mắt của ông chú này nè. Thì ông chú này ông đang nhìn cái gì đây? Đó, rõ ràng là ông chú đang nhìn. Trời đất ơi, cái thùng rác. Rồi, ông đang nhìn kìa. Đó, thấy chưa, ông đang nhìn. À, thì ra là ông chú này đang nhìn em gái Nhật Bản nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay em gái Nhật Bản sẽ cưỡi con xe CBR 150 đời 2008 để đi dạo phố và cà khịa Racing Boy. À đâu. Đó thì chúng ta có thể thấy em gái Nhật Bản cực kỳ là xinh xắn trong một cái bộ váy chống nắng. Ủa không phải, cái váy ngắn và dạo phố cùng với con xe mô tô. Ủa mà khoan, hình như có ai đó đang nhìn em gái Nhật Bản nè mọi người. À thì ra là cái ông chú này, ông đang chống nạnh để nhìn em gái Nhật Bản chạy ngang qua. Làm sao mà không nhìn được mọi người. Trời ơi, em gái Nhật Bản này là em ruột của tôi đó nha mọi người. Em ruột mà cùng cha khác ông nội nha. Mình thì ở Việt Nam, còn em gái Nhật Bản này thì mới về Việt Nam thôi. Ở cái đoạn này á, phát hiện bà cô này đang liếc em gái Nhật Bản nè mọi người. Đó, thấy chưa? Thấy bà đang liếc chưa? Trời đất ơi, làm cái gì mà liếc dữ vậy bà nội? Rồi khúc này gặp hai anh chàng Racing Boy nữa nè mọi người. Đó, nhìn kìa, khoái liền. Đó, hai ông đang nói chuyện gì với nhau đó, đuổi theo luôn kìa, thấy ghê chưa? Thì hiện tại á, là trên giữa cái màn hình á, các bạn thấy cái đốm mờ mờ không? Thì cái đốm mờ này nó bị dính nước á, mà mình không có phát hiện để lau cái giọt nước đó đi cho nên nó hơi mờ chút xíu, các bạn thông cảm nha. Thì em gái Nhật Bản tiếp tục di chuyển và phía sau lưng em gái Nhật Bản đó chính là một Racing Boy đi chiếc Winner màu xanh. Đó, Racing Boy đi chiếc Winner màu xanh này có vẻ là đang nhìn và đĩa em gái Nhật Bản nè. Thì cái lúc này á, cái chiếc xe không có kính chiếu hậu cho nên em gái Nhật Bản không có thấy gì ở phía sau hết trơn á. Cho nên vẫn cứ bình tĩnh mà chạy xe thôi. 2000 years later. Racing Boy đi chiếc Winner màu xanh vẫn không bỏ cuộc nha mọi người. Anh ta vẫn bám theo em gái Nhật Bản. Đó, em gái Nhật Bản chạy bao nhiêu là cái bạn Racing Boy này cứ chạy theo bao nhiêu. Rồi, đằng sau thì hai Racing Boy đi chiếc Sirius đã đuổi theo và vượt qua mặt em gái Nhật Bản luôn. Quá dữ luôn, một màn cà khịa đỉnh cao đến từ hai anh chàng Racing Boy. Cơ mà không hiểu sao nha, cứ mỗi lần mình thấy có con gái mà chạy xe mô tô á là auto sẽ bị dòm nè, bị địa nè và bị cà khịa nữa chứ. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy ha, em gái Nhật Bản đang bị cái sự truy đuổi sát đích của anh chàng Racing Boy đi Winner màu xanh. Đó, em gái Nhật Bản lấn lên và anh chàng Racing Boy vẫn lấn lên, nhưng mà anh chàng Racing Boy màu xanh này không có định là vượt qua mặt em gái Nhật Bản. Anh ta chỉ đi ở phía sau lưng thôi, ở phía sau lưng và nhìn. Thì em gái Nhật Bản đang mặc cái bộ váy rất là ngắn, nhưng mà anh chàng Racing Boy này chạy phía sau để làm cái gì vậy trời? Không hiểu luôn. Cũng may là em gái Nhật Bản này có kinh nghiệm trong việc mặc váy, cho nên cái việc tóc váy lên đã không còn nữa. Làm sao mà tóc váy được với em gái Nhật Bản nữa. Ở cái tập trước các bạn có thể thấy em gái Nhật Bản bốc đầu rất là chuyên nghiệp, rất là hay, rất là cuốn hút luôn. Ở cái tập này thì chính vì cái việc đi ở ngoài đường như thế này chỉ là cà khịa cho vui thôi, chứ không có được bốc đầu nha mọi người. Bốc đầu rất nguy hiểm. Đó, Racing Boy Winner màu xanh vẫn tiếp tục đuổi theo. Hello, motherfucker. Không hiểu để làm cái gì luôn. Thì theo kinh nghiệm của mình biết á, khi mà thấy con gái chạy xe như thế này á, đa phần á
mấy anh chàng Racing Boy rất là thích đuổi theo để dòm. Cái thứ hai á, là thể hiện cái sự ga lăng. Ga lăng ở đây đó chính là giống như là đưa em về nhà vậy đó. Để em đi một mình á, thì không có an tâm, mà đưa về nhà thì sẵn xin số điện thoại luôn nhé. Đúng, hợp lý. Nói chung thì dạo nãy giờ không chỉ hai anh chàng Racing Boy này dòm thôi đâu, mà tất cả những người khác đều dòm. À, tiếp theo là anh chàng đi chạy rap. Nó không biết là anh chàng hay là ông chú nữa, nhưng mà đó, không có vẻ là nhìn và địa em gái Nhật Bản. Bên đây là bạn đi A-Black cũng nhanh luôn. Rồi, có vẻ là đuổi theo. Đó, ông chú chạy rap vẫn cố vượt qua chiếc xe tải để dí theo kịp em gái Nhật Bản. Rồi, chúng ta lại gặp hai anh chàng Racing Boy hồi nãy nha mọi người. Đó, nhìn liền, khoái liền. Ông chú chạy rap vẫn đuổi theo. Chu cha, ông chú chạy rap đuổi theo dữ dằn thì chứ. Mặc dù là đi một con xe Jin để đi làm, nhưng mà ông chú chạy rap thấy em gái Nhật Bản vẫn không kìm nổi sự tò mò mà đuổi theo kìa. Dí kịp không đây? Xe của em gái Nhật Bản là xe đổ đó nha. Rồi, có vẻ là dí kịp mọi người ơi. Ông chú đang ở phía sau lưng. Để mình xem em gái Nhật Bản né qua cái lại. Thấy ông chú liền, đó, thấy ông chú liền. Tất cả mọi người đang chạy rất là bình thường. Tuy nhiên ông chú này, đó, ông dí theo kìa. Đó, không biết dí theo để làm cái gì luôn. Rồi, tiếp tục ở cái đoạn này á, với cái bạn này cũng nhìn em gái Nhật Bản cái nè. Ok. Không biết là nhìn vì nhan sắc của em gái Nhật Bản hay nhìn vì chiếc xe nữa. Nói chung á thì hai cái đều đẹp nha mọi người. Ôi trời ơi, cái nào cũng đẹp hết. Nguyên một nhóm Racing Boy. Trời, con gái kìa bấy, con gái kìa. Đúng rồi, tao đứng hình luôn rồi nè. Rồi tao cũng vậy nè. Tao hết dám xuống rồi mày ơi. Ủa, phải con gái mày? Không biết nữa. Đấy, nghiêm. Tất cả quay đầu sang trái. Ảo thật á. Khúc này á, đang chạy vô đây để kiếm Racing Boy nè mọi người. Em gái Nhật Bản chạy trước nha. Ui da, ủa gì kỳ vậy? Rồi, mày xong rồi. Ủa? Gì vậy? Trời đất mẹ ơi, cái thằng cameraman này nó chạy, nó thấy em gái Nhật Bản đẹp quá và nó sắp mặt luôn mọi người ơi. Bó tay luôn. Trời đất ơi, có cái việc chạy thôi mà thấy em gái Nhật Bản chạy lên, nó giật mình, nó té luôn. Ông nội ơi, khó hiểu thật sự thiệt chứ. Rồi, thì bây giờ kiểm tra cái camera chút xíu. Hên quá, nó chỉ bị trầy nhẹ, không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chuyến quay phim nha. Rồi, ở khúc này á, thì có một vài bạn Racing Boy chạy tới hỏi thăm rất là nhiệt tình và dễ thương. Tuy nhiên á, thì em gái Nhật Bản không có quay được cái ánh mắt của ba bạn đó. Thôi, coi như bỏ qua đi, tiếp tục đi quay nha mọi người. Đó, em gái Nhật Bản chạy chiếc xe này nhìn có vẻ là rất là hợp. Tuy nhiên á, là sao nhìn chiếc xe nhỏ hơn cả em gái Nhật Bản nữa. Rồi, ở đây có hai người nhìn nha. Cái đoạn đường này á, là cái đoạn đường mà thường khi Hậu Ly đi cà khịa Racing Boy. Thì hôm nay á, là được mật báo vào khoảng cái lúc này á, thì có Racing Boy ra đây tập trung rất là nhiều. Cho nên á, em gái Nhật Bản mới chạy ra đây chơi nè. Có thể là cái lúc này á, cũng là chiều rồi, cho nên cái hình ảnh nó không được sáng cho lắm. Thì có gì các bạn thông cảm bỏ qua nha. Chứ còn đi sớm quá thì không có Racing Boy, mà đi trễ quá thì trời lại tối. Chủ yếu là mình nhìn coi cái phản ứng của Racing Boy như thế nào ha. Nói chung thì cái clip này cũng rất là vui đó. Thì hồi nãy chạy vô á, thì thấy mấy anh chàng Racing Boy này á, giống như là đang đua vậy đó. Đang thử xe vậy đó. Cho nên á, bây giờ em gái Nhật Bản sẽ quay trở lại. Thì cái màn cà khịa của em gái Nhật Bản đây chỉ đơn giản là chạy qua và nẹt bô thôi, chứ không có bốc đầu hay là làm gì hết nha mọi người.
Đó thì sau khi nẹt vài cái thì có một vài Racing Boy đuổi theo kìa mọi người. Rồi xong rồi, chiến này xong rồi. Đó, quá trời Racing Boy luôn. Rồi chiến này tới công chuyện Racing Boy rồi. Chuẩn bị gõ Racing Boy luôn. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Nhưng mà không được mọi người ơi, tính chạy theo để gõ Racing Boy. Nhưng mà nhớ lại là đang mặc váy mà. Trời ơi, nó tóc váy là thấy chưa, thấy chưa? Tóc váy kìa. Hả? Chạy nhanh tí là tóc váy cho nên không có được. Chỉ là chạy chậm thôi. Thiệt là tiếc quá đi mà. Phải chi cái váy này nó không có tóc lên á, là có thể là em gái Nhật Bản này sẽ gõ Racing Boy một trận ra trò luôn. Nhưng mà thôi đi. Với lại khi mà em gái Nhật Bản chạy nhanh thì cái thằng cameraman này nó sẽ chạy nhanh theo. Và quả may nó lại té thêm lần nữa là banh xe luôn. Cho nên nói thôi cứ chạy chậm thôi. Cái thằng cameraman này nó làm em gái Nhật Bản yếu tim mấy lần luôn vậy đó. Hư cái camera này là không biết quay cho các bạn xem bằng cách nào luôn. Nó thấy bầu trời cũng khá là tối rồi, cho nên khúc này cũng chạy về sớm thôi. Với lại nè, chủ yếu là cái này nè. Nó thì tự nhiên từ xa xa có một cái ông chú ông chạy theo, thì không biết ông là cái gì. Có thể là mấy anh thừ xịn nha, cho nên cứ đề phòng là chắc ăn hơn hết. Cứ thấy gì mà lạ lạ mà nguy hiểm là cứ chạy trước đi mọi người ơi, để chụp lại một cái là tốn tiền. Đó, cái khúc này đi ra đường nhưng mà vẫn không bật đèn, thì tại vì bật đèn lên chói nè, đó, chói lè luôn. Cho nên không có bật đèn được nha mọi người. Vẫn tiếp tục di chuyển, tại vì ở khúc này có một vài người phát hiện ra em gái Nhật Bản. Đó, đó, hai anh chàng đi chiếc xe tay ga này nhìn liền. Nhìn và dí theo luôn chứ không phải là nhìn bình thường nha. Đó, dí theo có tốc độ luôn đó chứ bộ. Thiệt là kinh khủng quá đi. Hôm nay em gái Nhật Bản xuống phố và thu hút rất nhiều ánh mắt của khán giả, đặc biệt là anh em Racing Boy. Rồi nói chung á thì đi chơi vòng vòng, đi cà khịa cũng rất là vui rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem thực ra em gái Nhật Bản này là ai nha, và em ấy đến từ đâu. Ok. Trời ơi. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì hôm nay á, mình là em gái Nhật Bản nha. Hôm nay mình sẽ đi cà khịa ở Racing Boy. Mà không biết có cây Racing Boy không nữa. Có thì cà khịa, không có thì thôi nha mọi người. Nay chủ yếu chạy một vòng chơi nữa nè. Đó, ta nhìn quá trời luôn. Rồi ok mọi người nha. Bây giờ á, là mình đã thấy được một nhóm Racing Boy ở bên kia. Bây giờ mình sẽ quay trở lại để mình cà khịa nhóm Racing Boy đó nha. Thì xe này là xe mượn cho nên á là không có bắt đầu được, chỉ là chạy thôi. Rồi thì hồi nãy giờ các bạn xem video á thì các bạn chắc có thể là còn nhớ cái thằng cameraman nó bị úp mặt ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem nó nói cái gì nè. Thấy con, thấy con gái Nhật đẹp quá té xe luôn. Chụp cứt bò. Chụp cứt bò. Tùm lum cứt bò. Hồi nãy là không phải là vừa ngay dốc đó mà bay lên rồi, mà lúc mà đáp xuống là trượt ngay con cứt bò. Chui. Em mới nói là em vừa đi em vừa nói là ôi sao xui dưới trời té rồi, té ngay bãi cứt bò. Bữa nay là thanh niên Việt Nam Racing Boy thấy thấy gái Nhật Bản cán cứt bò té luôn. À, xe còn dính quá trời luôn. Dính đầu trên đây nữa. Ok thì nãy giờ đi dạo đi cà khịa Racing Boy cũng khá là vui rồi ha mọi người. Thì lần sau á, để kiếm cái chỗ nào trống trống á, thì lại bóc đầu tiếp cho mọi người xem. Chứ còn á, lần này đi ngoài đường không có bóc được. Rồi vậy thôi ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.